có nhu cầu mua xe cần hỗ trợ những cái xe mà ví dụ như những dòng Ed, Winner đấy, hoặc AB thì anh chị em mình cầm chứng minh nhân dân này kia tới thôi là nhận xe thôi đấy. Còn anh chị em nằm ở xa mà ví dụ như là mua online thì chụp hình gửi qua Zalo giúp em thì em sẽ báo giá chi tiết hơn chiếc xe như thế này. Anh chị em mình chốt được thì đặt cọc cho em thì em sẽ ship xe cho anh chị em mình. Rồi tiếp theo sang đây là con biển số 93. Con này là SH Ý đời 2007. Thì hai con này bên cửa hàng em đang giảm giá là tới 2 triệu cho một xe. Thì hello, xin chào quý chị và các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với channel xe máy giá rẻ các bạn. Cái hẹn lại lên thì hôm nay mình lại cập nhật cái lô xe cho anh chị và các bạn ha. Đủ có tất cả các dòng ha, từ xe rẻ tiền cho tới xe mắc tiền, xe đi làm có luôn. Anh chị và các bạn nào xem thì chú ý mình xem kỹ á. Mọi người xem thì nhớ like cho chị á. Đây con làm thách mọi người. Anh em mình xem thì mình chia sẻ mạnh mạnh á. Hello cả nhà. Hôm nay em với Việt lại tiếp tục giới thiệu tới tất cả quý anh chị em mình những dòng xe bên cửa hàng nhé. Chưa thấy à? Chưa thấy lên. Không có hiện thông báo luôn. Rồi. Chờ xíu. Anh em mình xem thì chưa xíu mạnh mạnh lên ạ. Đủ tất cả các dòng luôn. Xe gì có nên anh em mình cứ yên tâm ha. Đâu rồi mà xong thế thôi được không anh cứ nói được kìa. Đây à, ok giờ chậm quá, mạng nó hơi chậm hay sao. Rồi xin chào toàn thể anh chị em mình nhé. Đầu tiên để vào like thì em cũng xin phép giới thiệu sơ qua một chút hình thức mua bán cũng như phương thức trả góp bên cửa hàng cho quý anh chị em mình nhé. Để trời ơi xe đi làm à? Cái bỏ vứt ra ngoài à? Có xe đi làm luôn rồi. Đó xe quay đi làm cũng có rồi mọi người. Xe này khách đổi nên anh chị phải yên tâm. Đó có SH1 mới về này, Vision này, có Ed này, Winner Rider. Nói chung là số lượng nhiều, SH thì quá nhiều rồi. Dạ. Anh chị em mình đang xem thì cho chia sẻ giúp em và Việt nhé. Thì đang nói dở. Thì em xin giới thiệu sơ qua một chút là hình thức trả góp. Anh chị em nào mà có nhu cầu mà mua trả góp mà cần hỗ trợ thì chuẩn bị cho em chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân tới cửa hàng. Thủ tục cũng nhanh gọn thôi, 15-20 phút là nhận xe. Thì hiện tại bên em về đang đồng hành cùng với 3 ngân hàng và cũng đang áp dụng cái gói xe dưới 40 triệu không cần trả trước. Thế là anh chị em nào mà có nhu cầu mua xe cần hỗ trợ những cái xe mà ví dụ như những dòng Ed, Winner hoặc AB thì anh chị em mình cầm chứng minh nhân dân này kia tới thôi là nhận xe thôi đấy. Còn anh chị em nào mà ở xa mà ví dụ như là mua online thì chụp hình gửi qua Zalo giúp em thì em sẽ báo giá chi tiết hơn chiếc xe như thế này. Anh chị em mình chốt được thì đặt cọc cho em thì em sẽ ship xe cho anh chị em mình. Thì đặt cọc ship xe như thế nào để cho nó an toàn, không gây thiệt hại đến quý anh chị em mình thì anh chị em mình là cứ gọi qua Zalo giúp em nhé, nhắn tin qua Zalo giúp em và xác thực cho em bằng hình ảnh trực tiếp cái xe này và em luôn, gọi bằng video cũng được bởi vì bên em là Zalo không có chặn một ai hết cho nên là quý anh chị em mình cứ gọi thoải mái nhé. Còn trả góp thì anh chị em mình chuẩn bị cho em chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân tới cửa hàng thì lứa tuổi từ dưới 20 tuổi thì 18 đến 20 cũng có một cái gói nhưng mà hỗ trợ thì cái giấy tờ nó nhiều hơn. Còn cái gói mà từ 20 cho đến 59 tuổi anh chị em chuẩn bị cho em chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân tới cửa hàng là ok nhá. Thì như anh chị em biết đó, rất là nhiều những dòng xe bên cửa hàng kỳ này về, đặc biệt là những dòng SH côn tay như là dòng Winner X đó, như anh chị em thấy không, V3 rồi là S155 vân vân và vân vân, rất là nhiều luôn. Thì em sẽ đi sơ qua một vòng như thế này rồi em sẽ báo giá chi tiết hơn cho quý anh chị em mình.
Thì những cái dòng như này, xe dưới 30 triệu này, hai mấy 30 triệu là có rồi. Và đặc biệt hơn, bên em vẫn đang áp dụng giảm giá mạnh cho các dòng trong cái tháng này. Thì anh chị em nào mà mua thì tranh thủ đến cửa hàng nhé. Chuẩn bị cho em chỉ cần chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân là ok rồi. Ồ, đây có phiêu đúng rồi, có phiêu luôn. Có phiêu liêu. Phiêu luôn. Mới về. Mới về. Ôi trời, đây click luôn. Thì ở đây có một con click này này. Xe nó em chả biết dùng cái từ như nào để tả nó nữa. Bởi vì là nó quá đẹp luôn. Quá đẹp luôn. Click Playboy đời cuối 2011 biển số 60 Đồng Nai. Như con xe này thì xe thì máy cực kỳ là ok, còn xe zin nhá, máy zin, nước sơn này kia còn zin hết. Mới lột cái đề can ra thì nhìn nó rất là bóng. Còn cái phần bên trong này thì nó cũng bạc màu theo năm tháng, như em cũng đã xử lý rồi. Còn đâu mọi cái là đều là hoàn chỉnh. Xe này thì nếu mà mấy chị em mà xe mà cần phương tiện mà đi chợ hoặc mấy em đi học như con này là rất là ok. Giá của nó là chỉ có 14.900.000. Thì ở ngoài kia thì cũng em cũng chia sẻ là như này này. Con xe này nó đẹp xuất sắc luôn, thì nó cái giá đó. Còn ngoài kia thì nhiều khi là mấy click này, cái đời mà 2007, 2008 thì nó cũng đâu đó trên dưới 10 triệu một xíu. Nhưng mà con này là cuối 2011, gọi là bản sau cùng của click rồi. Đó, xe con nó rất là đẹp. Con này có FP gì không ta? Con này có FP không anh? Xe này chưa. Cơ. Đó. Click thì chưa có. Nhưng mà cái dòng này thì máy nó nhỏ cho nên là cũng không hao xăng đâu. Đúng rồi. Đó đây là một chiếc click. Siêu phẩm phụ trợ mới về. Con này thì nó cũng chả phải là siêu phẩm gì đâu. Gọi là tạm tạm thôi. Dòng này cũng có phiêu mọi người, không có phiêu. 2013 full xăng điện tử biển số 60 Đồng Nai. Thì nói luôn là con xe này là em có tuốt sơ qua rồi, như ở máy móc zin. Đó, zin êm. Bởi vì là nó có chảy lăm răm á. Chảy lăm răm. Em tuốt luôn. Còn cái chỗ nào không tuốt được thì cần để nguyên. Cái máy là không có tuốt. Giá rất là dễ thương thôi. Con này là chỉ có 17.900.000 thôi. 17.900.000. 17.900.000 thôi cả nhà nhé. Là đã có phiêu rồi. Rẻ. Rồi, sang đây là BCX 2019. Đẹp không ạ? Màu đen nhám, biển số 94K168808. Biển số rất là đẹp luôn. Số rất là đẹp cả nhà nhé. Anh chị em mình đang xem thì chia sẻ dùm em và Việt nhé. Thì hôm nay thì like thì nó cũng hơi chậm một xíu. Bình thường là giờ này cũng gần xong rồi. Đúng rồi. Thì con này bên cửa hàng em bán là 38.900.000. Đó. Mẫu đen nhám. Khóa xì mắc cây. 125 CBS nhá. Lấy luôn các bác cứ hỏi. Ôi, ở đây có một chiếc ẹt 135. Siêu đẹp luôn. Giá là 19.900.000. Đời 2013 thôi cả nhà. Như mà máy móc zin đẹp, biển số 68S1 15473. Xe cực kỳ là ok nhá. Đó. Rồi. Novic nhận cọc rồi. Hôm nay cọc. Rồi con Novo 5. Novo 5 thì đợt như hôm qua hôm kia anh chị em mình xem là nó có mấy chiếc mà bán hết rồi. Còn một con. 11.900.000, ngày mai anh chị em nào mua em bán cho anh chị em 11 triệu. Và con Novo 6 rồi nữa. Novo 6 kia sao bán hoài, bán có 13.500.000 chả ai mua nhỉ. Ngày mai nếu mà anh chị em nào mua 13 triệu em bán luôn nhá. Mai tao mua bán luôn 13 triệu. 13 triệu bán luôn. Chỗ anh có Sirius 50 không? Không có Sirius 50 bạn ơi. Rồi, qua ra nút. Rồi, ra nút. Ra nút mà biển số 36. Con này là đời 2018. Khóa xì mắc cây. Nó màu trắng xanh. Xe nói chung là ok. Giá là chỉ có 20.900.000 thôi. Rồi kế bên đây là một chiếc Lít. Lít biển số 93 Bình Phước. 93H109179. Thần Tài số 79. Số đẹp đó. 23.900.000. Như con này thì bên cửa hàng đang giảm giá 1.900.000 như một xe. 1.900.000 như một xe nha cả nhà nhé. Rồi còn ra phần ngoài là Sachia rồi là Sonic. Thì Sachia Sonic thì kỳ này bên cửa hàng em thì cũng không có nhiều đâu.
số lượng nó cũng có hạn này. Đấy, ví dụ như là con màu tím này đi, con này thì bên cửa hàng em đang tiến hành rút hồ sơ nhé, đang tiến hành rút hồ sơ. Giá của nó chỉ có 38.900 thôi. 38.900 rồi. À, 37.900. Xin lỗi, 37.900. Đây 38.900 là con màu trắng xanh bên này này. Con này biển số 79 Nha Trang. Đời 2019 2020 cả nhà nhá. Rồi. Tiếng Hoa Sonic, con màu trắng. Kỳ vừa rồi mấy anh em cứ hỏi mãi nhiều mới bữa nọ là nó xì của bô. Hôm nay làm xong rồi. Xì của bô. Đây thì nổ lên nè. Đó. 38.900 cho phiên bản lên cắp lên đồ kia nhiều lắm, màu trắng sẽ rất là đẹp nhé, máy móc dịp êm, biển số 66 Đồng Tháp. Rồi sang đây có một con màu đỏ, con này sao mà nó có duyên, nó yêu mình đấy là biết rồi, bán hết mùa nọ sang mùa kia vẫn nằm im ở đây, xe đâu có nói xấu đâu, máy móc dịp mà đó, để nhẹ cái là nổ như thế này mà đã có sẵn hồ sơ rồi. Các thanh niên nào yêu Sonic của họ, em nhé, giá 39.900 mà được giảm với 2 triệu. À, giảm 2 triệu luôn. 37.900 mà đã có hồ sơ luôn. Trời. Rồi. Điểm qua để kể về cái AB Winner. Có cho bạn đợi tí đi. Để kể về dòng Winner X. V Winner X rồi là V3 thì nói chung là cũng khá giảm. Chi tiết như thế nào thì đây để em kể cho cả nhà mình nghe nhé. Nhưng có điều là xe mới về kỳ này nó cũng rất là nhiều và xe cũ số cũ thì nó còn lại chắc còn vài con này. Đây này, màu đỏ này. Đó, HRC. HRC này. Phiên bản đường đua này. Trời ơi, nó mới gì đâu mà nó mới, em chẳng biết nói là phiên bản này. Biển số 77 này. Mới được chưa? Trả góp tới cửa hàng bạn ơi. Con này á thì bên cửa hàng bán với giá là 32.900. 32.900 cả nhà nhé. Anh hát đợi tí nha anh trai. Rồi. Anh em mình xem mình chia sẻ mạnh đi ha. Rồi, tiếp theo sang đây là màu đỏ bạc 2019 thôi, giá chỉ có 28.900. Đó, 28.900. Rồi, tiếp tục ABS có màu đỏ bạc luôn. Màu đỏ bạc luôn, cũng mới về. Con này biển số 36 mà giá là chỉ có 30.900. Đây đã có phiên bản ABS màu đỏ bạc. Còn màu xám đỏ đen thì em đang rút hồ sơ, con này là 32.900. 32.900. Pin lưới. Rồi, sang đây là màu xanh, xám xanh, xám xanh em combo. Hai con này, trước là còn mới bữa nọ là màu này là 5-6 chiếc mà bán còn 2 chiếc này. Một chiếc này biển số 95 Cần Thơ, 31.900 phiên bản ABS. Sang đây là phiên bản ABS 32.900 biển số 93 Bình Phước 2020. Đó. Còn CBS tiếp theo là 28.900. 28.900 nhưng mà đang trong chương trình giảm giá này thì anh chị em mình là chỉ có 27 triệu. 27 triệu. Ok. Cứ giảm giá 1.900.000 nhé mọi người. Biển số 68 nhé. Rồi. Màu đen nhám vàng đồng, phiên bản đặc biệt 32.900 biển số 75 Huế 2020 cũng được giảm luôn. Còn có 31 triệu. CVS màu xanh đen biển số 47 2020 28.900. Nó biết có mà bán rồi bạn ơi, mới vừa nhận cọc luôn rồi. Rồi con này cũng phiên bản để lấy cái viết luôn. Nó còn mới về đợt này, đó này nguyên lô này mới về rồi. Anh em mình xem mình chia sẻ mạnh ha, chào anh Trí ha. Mới về xong là chưa có tính lót lá đâu. Con này cũng chỉ còn 28.900 thôi. Đó. Rồi qua đến bên đây, anh chị em thấy không? Tem sơn 3D, trả lời. Có Meli, mềm lì. Màu xám xanh đen, tem sơn 3D, nhìn nó bóng lửa. Tắt mic mở lại. Vậy đây. Nó nghi mà nhỏ. Anh em nó bị nhỏ thì anh em... Xin chào Chí Phạm, xin chào toàn thể anh chị em mình nhé. SH150 ABS. Nói chung là xe gì cũng có, 18 tuổi làm show online trời, hơi khó bạn ơi. Bạn gì ạ? Rồi con này là con màu cái biển số đâu nhỉ? Phiên bản CBS. Ngó cái bảng số cái. Xe nó mới về xong cho nên là cũng chưa biết được bảng số nó ở đâu. Con này là biển số
94K04311. Có remote chống trộm này kia đầy đủ hết nhé. Yếu bình. Có cái giò mót này. Cái giò mót này thì nó nói chung là nếu mà xe mà mình không chạy thường xuyên á thì nó hơi bị hao pin một tí. Hao bình. Anh em mình xe mình chia sẻ mạnh mạnh á, chào mọi người á. Mọi người chia sẻ đi ạ. Chào Hùng Lê, chào cả nhà. Thì con này bên cửa hàng bán với cái giá là 29 triệu 9 nhá. Là phiên bản là CBS. Rồi tiếp theo sang đây là CBS màu kem. À quên, màu vàng đen. Nhìn lên màu kem. Con này thì bên cửa hàng đang rút hồ sơ. Con này bên sinh giá SH màu xám xi măng. Có, tí nữa quay cho cả nhà mình. Giá là 29 triệu 900. À, 9 triệu 9. Rồi, rồi qua đây. Con này tem sơn à? À, tem sơn trùm à? Tem trùm à? Ờ, một tem trùm đẹp thế. Cửa hàng là địa chỉ là số 5 đường Lý Thường Kiệt, Dĩ An, Bình Dương á mọi người. Siêu thị mô tô xe máy Phương Nam. Mình có ghi ở bên cảm giác á. Tem trùm biển số 64D1610. Đó, con này là phiên bản ABS nha cả nhà nhé. Giá là 32 triệu 900. Nó hàng mới về. Rất là đẹp luôn. Rồi, con này thì tem sơn này. Tem sơn 3D mẫu 2021-2022 đây cả nhà ơi. Nói chung là như chiếc xe như này thì chẳng có gì để mà tả về nó cả. Nó rất là mới, xe nó đẹp. Nếu mà anh chị em nào mà thích cái phiên bản tem sơn 3D thì đây. Lập son. Đó, giá là 32 triệu 900. 2 triệu 9 ABS luôn. Phiên bản ABS. Rồi, kính đưa V3. Phiên bản V3 thì bên cửa hàng bán là 37 triệu 900. Được giảm 1 triệu 9 là còn có 36 triệu. Được gì không nhỉ? Đóng bớt cái cửa bên kia cho nhạc nó khui. Đóng cửa lại. Đóng cái cửa bên này cho nhạc nó khỏi vào nữa. Đóng cửa nhà mình. Rồi. Rồi tiếp theo sang đây là một hai con hiện tại cửa hàng 155. Con này thì biển số 36. Nó biết có mà bán rồi bạn ơi, nó mới về hôm qua mình up là bán lên rồi. Hôm qua up thì mình nhập lại rồi. Con này là 44 triệu 900 được giảm 1 triệu 9 là còn có 43 triệu. À Sonic 39 triệu đời mới gọi hả? Đời bao nhiêu ạ? 2020. Rồi, con này mới về nữa đây. Đen nhám, phiên bản đen nhám. Giá là biển số 66, giá là 43 triệu 900 cả nhà nhé. Đó, được đẹp về nhiều. Rồi, rất là nhiều. Thì lỡ mình quay bên này hết rồi, mình qua bên kia còn S. Vinner V1 rồi đậu tí cho mọi người. Nhưng mà lỡ mình quay hết bên này, mình qua bên đó luôn. S Hot Mod. Dạ. Hàng mới vừa về luôn. Em gọi là em hoa khôi của nhà, đẹp nhất nhà. Có đẹp một con duy nhất. À, siêu đẹp. Có một con duy nhất màu trắng. Lâu lắm rồi mới có S Hot Mod về. Giá là 47 triệu 900 của nhà ơi. Con này em đang rút hồ sơ. 47 triệu 900. 47 triệu 900 nhé cả nhà nhé. Đó. Rồi còn đây, mấy chị em, anh em đây. Cứ hỏi em là phiên bản đặc biệt của bản cái dòng bản cá tính, dòng Vision. Thì đây ạ. Một chiếc xe gọi là siêu phẩm, tóm lại là giống như dắt từ đẩy từ cửa hàng này sang cửa hàng khác ấy. Đây, cho xong xe trúng thưởng á mọi người. Xe trúng thưởng thế là không sử dụng, cho nên là chia lại cho quý anh chị em mình nhá. Ơ đo là 100 km. Đó, 100 km. Xe trúng thưởng. Đó, con này thì nói chung là chả, tóm lại là nó là xe mới này rồi. Có mỗi cái là nó bấm biển, giá là 41 triệu 900 này. Anh chị em nào có nhu cầu thì ủng hộ em nhé. Tính ra vắng lợi rồi mọi người, con này thì vô được một tí inox rồi kìa. Rồi đồ inox đồ này đồ kia. Rồi. Đó. Ok. Rồi sẵn báo tay ga luôn cái này đi. Ép từ từ nha mọi người. Ép winner rồi từ từ có vẫn còn, nhưng mà bên kia nhạc nó hơi to anh chị và bạn. Hàng xóm đang khai trương. Rồi. Anh chị và các bạn mình xem thì mình cho em xin một like, một chia sẻ mạnh mạnh đi ạ. Chia sẻ lên 200 đi mọi người ơi. Rồi, video thì chưa bao giờ hết hot ha mọi người. Ở đây toàn là Vario 150 thôi. Con này Vario 150 thì bên cửa hàng em bán là cái giá nó bắt đầu từ 43 triệu cho đến 46 triệu 900.
cụ thể thì em sẽ báo giá ở đây nhé. Những dòng này thì cũng đang áp dụng giảm 1.900.000 trên một xe nhé. Quý anh chị em mà có nhu cầu mua Vario thì cứ tới ủng hộ em nhé. Con này là biển số 84, giá là 45.900.000, được giảm 1.900.000 là còn 44.000.000 này. Màu cam đen. Sang lên đây là 43.900.000, biển số 60, được giảm 1.900.000 là còn có 42.000.000 này. Đó, đấy là Vario 150 chỉ có 42.000.000 thôi cả nhà ơi. Rồi sang lên đây là con này là 46.900.000, giảm 1.900.000 còn 45.000.000, biển số 60 Đồng Nai này. Đó. S1 S2013 19.900.000 có trả góp. Có nhá bạn Trần Ngọc Anh Khoa. Trả góp bình thường, cầm theo chứng minh nhân dân hoặc căn cước tới cửa hàng là ok. Ví dụ các bạn chưa có chuẩn bị được tiền trả trước thì chỉ cần giấy tờ tới thôi. Cửa hàng sẽ hỗ trợ cho quý anh chị em mình hết nhé. Rồi tiếp theo sang đây là con này biển số 60 nữa, màu đen trắng, giá 45.900.000, giảm 1.900.000 còn 43.000.000 này. 46.900.000. Đó, con này là biển số 60 rồi. Đây đâu nhỉ? Cũng được giảm 1.900.000 luôn, màu xám bạc. Biển số 60. Còn sang đây là con biển số 61 màu trắng. Màu trắng này. Giá là 45.900.000. Cái giờ mốt xe này đâu này? À đây. Rồi tiếp theo sang đây là con màu đen vàng. Màu đen vàng. Như con này thì đã được lên một số đồ chơi như là cùm tay thắng này, cùm thắng đĩa này, rồi là đèn bi cầu này, rồi là trợ lực lái này. Đó, ốc titan này, máy móc thì zin êm. Biển số 84H1440429. Biển số 84H1440429. Giá của nó là 46.900.000. 46.900.000. Quyền. Rồi sang đến đây là phần AB. AB bây giờ thì chỉ còn có 150 ABS thôi. Còn cái đời mà 2017, 2018 cho đến 2020 là hết hàng nhá. Đó, mẫu này thì con màu đỏ ngoài này bên cửa hàng em bán là 47.900.000 cho phiên bản ABS. Con màu đen. Màu đen biển số 60. Giá là 48.900.000, giảm 1.900.000 là còn 47.000.000 này. Đó. Rồi và đến đây là con này là con Amok này. Amok lên ấy. Lên áo Ý. Con này là giá là 29.900.000, giảm 3.000.000 là còn 26.900.000. Biển số 59. Con thấy em thấy là con này là cực giá cực kỳ ok mà hợp lý, máy móc thì ngon, đi sang mà đẹp mà. Sao mà nó vẫn đây nhỉ? Rồi tiếp theo sang đây là con biển số 93. Con này là SH Ý đời 2007. Giá là 55.900.000. 55.900.000 cả nhà nhé. Thì con này là 150i nhập Ý luôn. Anh chị em là muốn sang tên gì đó là đều ok hết nhé. Rồi tiếp theo sang đây là con này biển số 70, giá cũng 55.900.000 thôi. Thì hai con này bên cửa hàng em đang giảm giá là tới 2.000.000 trên một xe. Thì anh chị em nào có nhu cầu thì ủng hộ em nhé. Giá chỉ còn có 53.000.000 thôi là anh chị em mình đã có SH rồi. Ok. Mình là lên lô phân trên này luôn. Đang ít nhạc nên mình sẽ báo nhanh cho anh chị và các bạn ha. Rồi. Một con SH 150 đời 2016. Cuối 2016. Con này là 68.900.000. Máy móc thì cực kỳ là êm mà xe thì còn zin nét, nước sơn zin luôn. Con này mới về xong thì cái biển số của nó là biển số 67 An Giang. 67E11 7289. Đó. 289. Còn sang bên đây là một con nữa cũng là màu đỏ đô luôn. Con này được phun dàn áo Ý, giá 68.900.000. Con này đang rút hồ sơ đời 2015. Đó. Còn vào đến đây là một con phiên bản LED 2 tầng. LED 2 tầng này là 150 ABS, bên cửa hàng em bán là 86.900.000, là phiên bản 150 ABS đời 2018 nhá. Rồi vào đến đây là một đời 2017. Đời 2017 72.900.000. Con này là đã lên áo Ý. Con này là 150 lên áo Ý, biển số 60 Đồng Nai. Đó. Thì ngoài ra 55.900.000 thì anh chị em mình đã có một chiếc SH như thế này. Con này là đời 2014, xe này là còn thuần Việt nhá, chưa có lên áo, chưa lên đồ gì hết, còn zin hết. Đó. Thì những cái xe mới SH cao này thì bên cửa hàng em có bán là bao hồ sơ riêng dòng SH cho anh chị em mình. Và rồi sang đến đây là một chiếc biển số con này cũng đang con này là biển số 62. Biển số 62 62 là 134433. Xe nói chung là
xe rất là đẹp, cuối 2016, 2017, 150, giá là 68.900 nhé cả nhà nhé. 68.900. Ok, lên con này. Con này là SH ấy rồi mọi người, ấy 125. À, bạn Phúc Trần ơi, xe Vespa còn nhá, nếu mà anh chị em mình mà mua thì cứ ghé cứ đổi nhá, có bên cửa hàng có thu mua lại xe cũ. Ở đây là một chiếc SH 125 nhập Ý đời cuối 2011, biển số 71, Bến Tre. Thì con này bên cửa hàng em bán là một giá là 106 triệu, 106 triệu nhé cả nhà nhé. Rồi còn vào đến trong này là một con 150, con này là màu đen, lên đã được lên dàn áo, 65 triệu 900. Tiếp theo sang đây nữa là biển số 77, con này 65 triệu 900 luôn, cũng lên dàn áo phiên bản 150 luôn. Em xin phép là nhạc nó hơi như ấy thì em có thể làm báo nhanh hơn một chút nhé, anh chị em thông cảm nhé. Rồi tiếp theo sang đây là biển số 61, là 150, 83 triệu 900, đời 2018, màu xanh, màu xanh rêu. Và sang đây là màu xanh dương, màu xanh mực, 86 triệu 900, là phiên bản 150, đời 2018, biển số thành phố. Có ở đây là mua bán trao đổi rồi tất cả hết. Màu đen là 72 triệu cho đời 2018, là phiên bản 125 CBS. Còn ngoài ra ở đây là còn những cái dòng LED 2 tầng rồi này kia, thì em sẽ báo từ trong này ra. Còn đây là đời 2018, 125, biển số 83, 76 triệu 900, là LED 2 tầng nhé cả nhà nhé. Và tiếp theo LED 2 tầng nữa, 74 triệu là phiên bản 125 luôn, biển số 61C168889, biển số rất là đẹp luôn ạ. Đó. Rồi sang đến đây là một phiên bản lên áo 125, giá là 63 triệu 900, đời 2015. Rồi tiếp theo sang đây là 150, 2018, biển số thành phố, giá là 86 triệu 900. Con này là full nguyên con Ý luôn, full chính hãng luôn nhé cả nhà nhé. Ví dụ anh chị em mà full con này bây giờ thì nó hết khoảng độ gần 20 triệu đó. Rồi tiếp theo sang đây là LED 2 tầng. LED 2 tầng ở đây là biển số 76, đời 2018, 76 triệu 900, là phiên bản 125. Rồi tiếp theo 61 triệu 900 thôi là anh chị em mình là có một chiếc biển số 43, 43455, biển số cũng rất là đẹp, cũng rất là dễ thương luôn. Đó. Rồi còn ngoài ra thì ở đây SH300i, bên cửa hàng em bán với giá là 159 triệu, là xe mới nha cả nhà nhé. Xe mới 159 triệu. Và lúc nãy anh chị em nào có hỏi là phiên bản màu xám lông chuột, xám xi măng thì đây ạ, 65 triệu là phiên bản 150, đời 2015. Rồi sang đây là phiên bản đời 2021, 2022, giá là 96 triệu 900 cho phiên bản 150. Có trong bản HRC có đó, để mình có báo rồi, có gì tu lại coi nhé. Rồi 83 triệu 900 cho phiên bản là 125, đời 2021. Tiếp theo 150 ABS là 102 triệu. Đó. Và sang đến đây, con màu đỏ đây là giá là 85 triệu 900. 85 triệu 900. Rồi ở ngoài còn một chiếc Vision, điện báo luôn, xe mới về, biển số 61, biển số 61 này, khóa Smart Key, giá là 31 triệu 900 nhé cả nhà nhé. Okay. Đời 2019. Rồi mình tiến qua ẹt rồi một số dòng Winner V1 nữa. Có gì anh em mình tua lại clip coi dùm nha. Tại nhạc bên đây nó hơi ồn mọi người. Rồi. Rồi xe đi làm. Mới đổi được con xe Uy, bán cho anh em mình là 6 triệu 9. 6 triệu 9. Có 6 triệu 9. Có xe đi làm. Hàng mới vừa đổi xe luôn. Xe có thế nào thì bán y như vậy. Mai rửa sơ qua đi. Rồi. Rồi sẵn lên kia quay tay ga luôn rồi, mình lại quay tay côn. Ok. Tay ga. Mở cửa thì bên ngoài nó ồn lắm, thì bây giờ quay bên trong đi. Quay bên trong được. Ok. Vision nha mọi người. Mà chắc ra được. Đây đây đây. Vision biển số 65. Đây, nó hơi chật, anh chị em thông cảm nhá. Con này giá sao anh? Con này là giá là 33 triệu 900. Là được giảm 1 triệu 9, là còn có 32 triệu cho phiên bản 2020.
màu đen đó, biển số 65. Tiếp theo màu trắng cũng cùng giá luôn, khóa Smart K 33,9 triệu được giảm 1,9 triệu là còn 32 triệu. Rồi màu xanh, xanh rêu, biển số 83 cũng đồng giá luôn, 33,9 triệu. Đấy, còn con bên đây là biển số 37, con này là đời 2017, giá là 26,9 triệu, xin lỗi. Rồi lúc nãy bạn nào đổi kêu là đổi màu cam, con màu cam thì đây giá là 54,9 triệu, giảm 1,9 triệu, còn 53 triệu. Đây bạn ơi, xe gì cũng được, bạn cứ đem đây. Rồi, tiếp theo sang đây là hôm phiên... qua mình thấy có hai có cái chi hỏi lít này, hỏi lít thì đây có lít, có lít thì mới. Hai cặp này là đời 2020, một con ngoài cùng này biển số 81 này, giá là 33,9 triệu, và một con bên đây là biển số 64 cũng 33,9 triệu luôn, thì cũng được giảm 1,9 triệu, vậy chi là còn có 32 triệu thôi. Rồi và đến đây nữa là một con Vision đời 2019 khóa Smart K, con này thì giá 31,9 triệu thì cả nhà nhé, 31,9 triệu, xe mới về xong thì em mới nốt đây, đây luôn. Đấy, còn ngoài ra thì ẹt 150 còn cũng còn rất là nhiều, con tem sơn 3D biển số 36 này 25,9 triệu được giảm 1,9 triệu, còn 24 này là 150 này, đời 2017 này. Tiếp theo đời 2016 này, con này biển số 66 này 24,9 triệu, giảm 1,9 triệu là còn có 23 triệu này. Nó ẹt mà 23 triệu là có rồi. Rồi tiếp theo sang đây là con này 2018 màu đen này, tem vàng này, biển số 95, giá 26,9 triệu được giảm 1,9 triệu, còn 25 triệu này. Rồi, con Win có con ẹt mà có thùng này, giá 26,9 triệu được giảm 1,9 triệu là còn 25 triệu, biển số 68 này. Có thùng như mô tô nhá, bỏ ra ngoài đẹp lắm cả nhà nhá, nhưng mà xếp trong này nhìn nó không được ấy lắm. Rồi tiếp theo sang đây này, biển số 73 đời 2017 25,9 triệu được giảm 1,9 triệu là còn 24 này, hàng mới về 25,9 triệu này. Biển số ở đâu, màu xanh GP, biển số 37 này. Rồi sang bên đến bên đây là biển số 36 này, con này là 25,9 triệu được giảm 1,9 triệu còn 24 triệu này. Rồi đây sang đây 25,9 triệu luôn, 25,9 triệu mà được giảm 1,9 triệu là biển số 74, xe mới về em cũng giảm luôn cho anh chị em mình. Đây, siêu phẩm ẹt mới về này, con này để mai mình quay cái lô mới về cho chị và bạn xem. Đây thì có một con lên khá đồ chơi, bánh lớn này, phuộc này, phuộc này, gấp này, rồi đuôi sau này, xi nhan này, bình dầu này, trống này, rồi mấy cái ốp lốc máy, máy cá này. Đấy, phiên bản này, phiên bản này là phiên bản monster này. Còn này, còn tem này đó. Rồi ốc titan này luôn. Trời ơi, phun ốc titan luôn, phun ốc titan phuộc này, tay thanh nizin đó. Ôi trời, bảo vệ phuộc này, lên phuộc này, lên phuộc này. Đó, con xe này là đồ chơi mênh mang luôn, lên gấp luôn này. Xe rất là đẹp. Anh em nào mua con này tranh thủ á. Con này đẹp. Đẹp. Đấy, cái này là led đèn lên cái đầu đèn led 2 tầng này. Giá chỉ có 27,9 triệu thôi này. 27,9 triệu anh em nào mua dứt ngay á. Dứt hàng ngay. Này không bao giờ có nha mọi người. Con này anh em kiếm không có đâu. Không có luôn. Xe rất là đó, đẹp. 27,9 triệu thôi. Con lành cả đầu. Coi coi có nút nào ấy. Đấy. Yếu bình à? Yếu bình. Mới về á mọi người. Máy ngon. Con này quá đẹp đi. À, có 27,9 triệu thôi mà lên một đống đồ chơi. Đồ chơi không là cũng hết cả chục thì. Cả chục thì cũng gần đấy, gần đúng chục triệu. Rồi. Rồi. Tím hoàng hôn. Tím hoàng hôn này. Đời 2020 33,9 triệu biển số 81 à? Tại biển số 81 Gia Lai. Rồi sang đến đây là một con tem chùm đời 2019 32,9 triệu đang rút hồ sơ. Rồi tiếp theo sang đây là con này. À con đã có hồ sơ rồi, quên, có hồ sơ rồi. MX King. Rồi MX King nó đẹp như này, giá chỉ có 35,9 triệu thôi.
Mới kinh thì anh chị và các bạn đã biết đó, xì máu bây giờ quá mắc luôn chứ đừng nói luôn. Các bạn mua là phải trên hàng năm hết. Đó. Trên hàng năm luôn. Rồi. Pin V1. V1 màu đen nhám mới xếp vào đây xong. Con này là biển số 69. Giá con này là 27.9 triệu. 27.9 triệu. Rồi, con bên đây biển số 73 26.900. Đấy là biển đấy là màu đen nhám nhá cả nhà nhá. Rồi tiếp theo là màu cam đen. Biển số 68 24.900, được giảm 1.900.000 là còn 23 triệu này. Màu xanh này 26.900, đời 2017 biển số 83, được giảm 1.900.000 là còn 25 triệu này. Biển số 84 26.900, được giảm 1.900.000 là còn 25 triệu biển số đời 2017 này. Đấy. Còn một cặp đây là biển số 83 và biển số 69. Con đồng giá 25.900.000 hết, màu xanh. Màu xanh 25.900.000 luôn. Được giảm 1.900.000 là còn có bao nhiêu? Còn 24 triệu thôi. Con này dán tem 3 lớp thôi đó. Tem tem dán tem. Con này lên bộ tem rất là đẹp luôn, biển số 37 2018. 26.900, giảm 1.900.000 còn 25 triệu này. Đó. Là ngoài ra là còn những cái dòng đó. Nói chung là xe gì cũng có, anh em nào mua phải tranh thủ á. Mình với anh Thắng cũng đã lướt khá nhanh. Hôm nay thì nói thật mọi người là khá nhanh, cũng gần 40 phút. Bởi vì nhạc xong được luôn xe. Đó, anh chị và các bạn nào mua thì mình liên hệ tới số 5 đường Lý Thường Kiệt, Dị An, Bình Dương. Số điện thoại là 0923714848 á. Thì anh chị và các bạn mình thấy mọi người comment rất là nhiều về nhắn tin Zalo không trả lời, nhiều lúc đó nó bị trôi. Cái thứ hai thì thường là clip buổi tối thì anh em nhắn vào giờ khuya thì thực ra không trả lời được mọi người. Các bạn cũng có thể là sáng hôm sau mình có thể alo cũng được. Thì nói chung là cũng hỗ trợ hết sức thôi. Còn cái này là trả lời thì không phải là trả lời tự động. Cái này là em trả lời chứ có thể là nó cũng chậm trễ. Anh chị em mình cũng thông cảm cho em nhé.